Cà Mau dùng đất cực nam tổ quốc trụ phú, giàu sản vật từ rừng và biển, làm say lòng du khách. Đến nơi được mệnh danh cá bạc tôm vàng, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon, dân dã của những sản vật trứ danh của vùng đất này, mà còn được người dân khéo léo chế biến thành sản phẩm quà tặng để khách mua về cho người thân, bạn bè và gia đình. Một trong những sản vật nổi tiếng của xứ rừng U Minh Hạ đó là mật ong. Khác với trước đây, du khách phải băng về miệt rừng mới có thể thưởng lãm và nếm được mật ong. Thì ngay tại thành phố Cà Mau đã có nhà trưng bày tái hiện cảnh vật rừng U Minh tại khuôn viên của khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, du khách sẽ được nếm thử vị ngọt thanh tinh khiết của mật ong được khai thác trong chính những tán rừng tràm U Minh Hạ bạc ngàn. Được nghe chính những truyền nhân kể về nghề gác kèo ong truyền thống. Đây là nghề được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là có hai loại mật ong. Cái loại là mật ong này là mật ong mật, cái bầu mật nó rất là lớn như thế này. Còn cái này là được dắt ra rồi mà nhưng mà từ những cái ổ ong ruồi. Thì mật này nó có một loại, nó có một cái cùng đi lấy ong trên một cái tán rừng. Nhưng mà ngộ cái mùi mật này á, nó lại khác hơn mùi mật này. Đây là ong ruồi, nó ít hơn, nó hiếm hơn, nhưng mà nó có cái vị rất là thanh. Đặc biệt mà người đi lấy mật nó biết mà ong mật và ong ruồi là người ta chỉ cần ngửi vô là người ta biết được cái mùi thơm. Khi mà thử vô thì cái vị mà ong ruồi nó luôn lôi cuốn cái người ăn mật nhiều hơn so với ong mật nữa. Nếu mật ong là sản vật đặc trưng dưới tán rừng tràm, thì cua là sản vật dưới tán rừng ngập mặn đã được Hội đồng Thẩm định TOP Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập cua Năm Căn Cà Mau lọt vào TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam năm 2020-2021 theo bộ tiêu chí TOP món ăn đặc sản Việt Nam. Cua Năm Căn Cà Mau được lòng du khách bởi có đến hai loại cua đặc trưng, đó là cua thịt chắc nịch, vị ngọt, thơm, và cua gạch thì gạch đầy mai, đỏ ươm, béo ngậy. Cua Năm Căn không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được xuất khẩu đi các nước lân cận. Du khách có thể thưởng thức vị thơm ngon của cua với nhiều cách chế biến như cua hấp, cua rang me, lẩu riêu cua, còn đem về làm quà tặng thì được đóng gói cẩn thận giao hàng tận nơi. Nhắc đến Cà Mau, người ta còn ví như một vựa hải sản khô chất lượng. Không chỉ cung cấp các loại khô hải sản cho người dân trong nước mà còn xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Đơn cử tại thị trấn Sông Đốc, với lợi thế của nghề khai thác biển truyền thống, nơi đây trở thành một cửa biển sầm uất và sôi động nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, sản vật từ biển trù phú với nhiều loại hải sản tươi ngon có thể chế biến nhiều món ăn hấp dẫn. Đặc biệt là khô các loại đã trở thành đặc sản của xứ biển để khách có thể mua về làm quà tặng cho bạn bè và người thân. Trong hướng tới thì địa phương cũng hết sức tạo điều kiện để mở nhiều cái sản phẩm ô cốp để phục vụ cho bà con nhân dân. Ở đây có nhiều cái doanh nghiệp để phục vụ, chẳng hạn như là các mặt hàng tươi sống, các mặt hàng loại cá khô để phục vụ cho người dân trong đến tham quan ở tại thị trấn Sông Đốc trong thời gian tới. Sản phẩm chủ lực bên mình là mực khô, cá mối và đầu mực bánh tráng. Và mực bánh tráng là mình làm tại nhà, còn mực khô là mình căng ở ngoài biển á, mình căng ngoài biển rồi mình thu mua lại, rồi mình vô đây mình đóng gói kỹ lưỡng lại và mình bảo quản vô kho lạnh của mình để dành bán giao cho khách sỉ và lẻ. Mình khẳng định thương hiệu của Quỳnh Nương là mình thứ nhất là mình phải lựa chọn chất lượng nè, mình lựa hàng là phải mới, phải ngon cho khách hàng nè, hàng là mình phải ăn thử hết, cái nào mà ngon đủ chất lượng mình mới dám bán cho khách. Mình đóng gói là phải kỹ lưỡng, là mình gửi đi cũng gì, mình đóng sỉ là một thùng 10 kg, là mình phải làm cho hàng của mình là khô ngon, là đủ chất lượng để giao đi cho khách. Rồi bán lẻ là mình sẽ hút chân không, mình sẽ hút chân không cho khách và dán thương hiệu của mình lên, bảo quản có gói hút ảnh. Cũng bởi khô hải sản Cà Mau được thu mua từ các loại hải sản tươi sống rồi đem làm khô bằng thủ công, nên những sản vật này đã trở thành mặt hàng được nhiều du khách ưa chuộng mua về làm quà cho người thân và bạn bè. Cách chế biến cũng rất đơn giản, chỉ cần nướng hoặc chiên lên lửa nhỏ, đảo đều tay. Khi chín chỉ cần xé từng miếng là có thể thưởng thức đủ vị thơm, vị mặn ngọt hài hòa tỏa ra, tạo ra nét đặc trưng của ẩm thực vùng cực nam tổ quốc.
Thêm một đặc sản trứ danh khi đến Cà Mau nhất định phải thử, đó là ba khía muối. Nghề ba khía muối của tỉnh Cà Mau đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tại Cà Mau, ba khía có nhiều ở các huyện Đầm Dơi, Nam Căn, Phú Tân, Ngọc Hiển. Trong đó, sản phẩm ba khía Đầm Dơi hiện nay đã khẳng định được vị thế. Có nhiều sản phẩm được thị trường trong và ngoài nước biết đến. Hiện ba khía còn làm rêu rất ngon, hàm lượng canxi cao hơn rêu cô đồng. Chất lượng thịt ngon ngọt hơn, độ đạm cũng cao hơn. Còn có một sản vật mới nổi từ Tràm, xã được trồng dưới đất lâm phần U Minh Hạ. Đó là tinh dầu tạo hương thơm, giúp thư giãn, xua đuổi côn trùng và là dược liệu phục vụ cho việc chăm sóc làm đẹp. Hiện các loại tinh dầu này đang được người dân và khách du lịch ưa chuộng. Thu mua nguyên liệu ở địa phương, thì về là mình mới sơ chế, xay ra, rồi xong rồi mình mới nấu, nấu bằng cái cách là chưng cất, kéo hơi nước. Về cái phần làm tinh dầu này thật sự là nó cũng mới mẻ, nhưng mà nó cũng có cái lợi thế là một sản phẩm đặc trưng ở địa phương. Về cái phần làm tinh dầu này thì cơ sở cũng đang làm là thủ công, làm còn nhỏ, mong muốn sắp tới đây là được cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương là hỗ trợ thêm về cái cơ sở vật chất nè, rồi máy móc thiết bị để có thể là làm ra nhiều sản phẩm hơn nữa để phục vụ khách du lịch, phục vụ thị trường. Còn nhiều, rất nhiều sản vật trù phú của vùng đất cực Nam Tổ quốc mà khi đến với vùng đất này, du khách không thể bỏ qua bởi sự đa dạng cách chế biến và phong phú sản phẩm quà tặng. Cà Mau đã không còn xa, du khách ở khắp mọi miền đất nước đã có thể đến với Cà Mau bằng nhiều phương tiện, xe ô tô, tàu cao tốc và máy bay, nên việc mua đặc sản của Cà Mau rất dễ dàng. Bên cạnh, với sự phát triển của các kênh phân phối thì đặc sản Cà Mau được bày bán ở nhiều nơi như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố lớn và tại các hội chợ thương mại. Ngoài ra, du khách còn có thể đặt hàng trên các website uy tín để các cơ sở bán gửi hàng đến tận tay mà chất lượng vẫn đảm bảo.